Thép ơi, chị là chị Sam ở gần nhà Thép nè. Chị nói qua gặp Thép mà chị không dám qua. Chị cầu cứu Thép thêm một lần nữa. Chị vào hó trị xong 8 to thuốc rồi, mà giờ chuyển qua xạ trị tiếp 16 to nữa. 16 to nữa bác sĩ nói với chị số tiền xạ trị là khoảng 20 triệu là xong liệu trình 16 toa, mà tiền Thép cho chị giờ không còn nữa. Chị không biết kiếm ở đâu ra, có kiếm ở đâu ra để tiếp tục điều trị nữa. Giờ cầu cứu Thép, cứu chị thêm một lần nữa. Chị mang ơn Thép rất nhiều, Thép giúp chị thêm một lần nữa có tiền để điều trị, để có cơ hội sống với hai đứa con. Con đã mồ côi ba rồi, giờ chị bệnh nữa, mong Thép đọc những cái tâm sự này và giúp chị. Cảm ơn Thép rất nhiều, chị chúc Thép năm mới sức khỏe và hạnh phúc. Đọc một cái tâm tư của những người bệnh ca, cả nhà thấy không, rất xúc động. Chồng mất rồi, chồng cũng bị ung thư mất, bị suy thận. Vợ bây giờ ung thư vú giai đoạn 3, cũng là một cái bản án tử nữa cả nhà. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cô chú anh chị nha. Chúc cho cả nhà mình ngày mới sức khỏe an lành nha. Hiện tại là mới ăn Tết xong, hôm nay là ngày mười mấy á cả nhà. Hôm nay là ngày mười mấy? 14 rồi. 14 hả? À hôm nay là ngày Valentine luôn. 14 tháng Giêng. Còn Valentine là tính gì ngày ở trên. Ngày ở trên mới là ngày 4 tháng 2 thôi. Ủa gì ngày Valentine tính ngày ở trên hả? Dạ. Tính ra mình quên rồi ta. Valentine là 14 tháng 2 dương lịch. À vậy là Thép quên, xin lỗi cả nhà nha. Hôm nay mình tặng quà cho em hả? Hôm Thép ngủ mà Thép nói ủa. Vậy là qua 12 giờ này là qua Valentine rồi, chắc chuẩn bị mai là mua quà tặng cho vợ rồi cả nhà. Nhưng mà chưa hả? Chưa. Ủa chưa. Còn 10 ngày nữa lận. À còn 10 ngày nữa hả? Cả nhà cũng lo biết rồi. Khi mà chúng ta phát hiện ra mình bị ca, nói cho nó lịch sự vậy thôi, nó che giấu đi cái từ bị ung thư đó cả nhà. Khi mà chúng ta, mỗi người chúng ta sinh ra ai cũng muốn điều thân thể mình đều khỏe mạnh hết. Nhưng mà cả nhà hiểu như thế này cho Thép, khi chúng ta sinh ra trên cõi đời này á, ai cũng có bệnh hết á. Người thì bệnh may mắn thì bệnh nhẹ nhẹ, như Thép là bệnh nhẹ nhẹ. Còn người họ sinh ra thì họ bệnh nặng. Đó là cái thử thách mà vũ trụ ban tặng cho mình. Đấy, mình phải cố gắng chinh phục cái thử thách đó nha cả nhà. Chứ đừng có suy nghĩ bi quan quá thì nó không tốt cho sức khỏe mình đó nha. Kế bên nhà mình luôn là chị Sam, người đồng bào Chăm. Chị có nhắn tin cho Thép một cái tâm tư như thế này cả nhà. Mới nhắn hả? Mới nhắn hồi hôm. Thép ơi, chị là chị Sam ở gần nhà Thép nè. Chị nói qua gặp Thép mà chị không dám qua. Chị cầu cứu Thép thêm một lần nữa. Chị vào hó trị xong 8 to thuốc rồi, mà giờ chuyển qua xạ trị tiếp 16 to nữa. 16 to nữa bác sĩ nói với chị số tiền xạ trị là khoảng 20 triệu là xong liệu trình 16 to, mà tiền Thép cho chị giờ không còn nữa. Chị không biết kiếm ở đâu ra, có kiếm ở đâu ra để tiếp tục điều trị nữa. Giờ cầu cứu Thép, cứu chị thêm một lần nữa. Chị mang ơn Thép rất nhiều, Thép giúp chị thêm một lần nữa có tiền để điều trị, để có cơ hội sống với hai đứa con. Con đã mồ côi ba rồi, giờ chị bệnh nữa, mong Thép đọc những cái tâm sự này và giúp chị. Cảm ơn Thép rất nhiều, chị chúc Thép năm mới sức khỏe và hạnh phúc. Đọc một cái tâm tư của những người bệnh ca, cả nhà thấy không, rất xúc động luôn. Chồng mất rồi, chồng cũng bị ung thư mất, bị suy thận. Vợ bây giờ ung thư vú giai đoạn 3, cũng là một cái bản án tử nữa cả nhà. Nhưng mà được con cái là chị Sam rất là tinh thần rất tốt. Hôm nay Thép muốn dẫn vợ Thép qua để nói chuyện cởi mở với chị, để giúp cho chị thông suốt đầu óc rồi tinh thần phấn chấn hơn để vượt qua cái bệnh ca này nha. Thì hy vọng cả nhà đồng hành cùng Thép. Đi thôi. Dạ. Kế bên nhà mình cả nhà, cách 50 mét thôi. Chị ở con mình ngồi rẫy, tại vì chồng chị mất. Khó của mà. Đâu có khó đâu. Chị Sam ơi.
Ô, qua thăm chị nè chị ơi. Em chào chị. Ủa, bữa nay tóc mọc lại là xanh đen đen rồi á. Chào chị. Chào chị. Con ơi, ra chú thép cho bánh con này con. Ra đây. Ồ, ngoài kia mát quá. Chị Sam, mình chia sẻ cái video này là video thứ tư đúng không chị? Bốn cái video rồi. Đã có hỗ trợ cho chị là hơn 80 triệu đúng không? Ba đợt. Đợt này là đợt thứ tư này, hơn 80 triệu cả nhà. Con ơi, con trai. Đâu? Giờ mai rồi, mất quên cái này. Nè, chú thép tặng bánh cho con nè. Học lớp mấy rồi? Đây. Đây là con của bà chị. Không ngại gì không à. Không ngại, thôi đem vô cho em đi ha. Này đem cho em. Cảm ơn. Ủa? Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Trời giỏi. Vậy vậy chứ. Thôi bây giờ chị em mình ra kia ngồi cho mát đi. Nhà chị có cái view đẹp lắm. Chị nung mấy cái gốm á. Khán giả biết là chị Sam đang làm gì không? Thì khi chị khỏe, là người chị, làm mấy cái chị là nhỏ. Người đồng bào Chăm. Đồng bào Chăm họ có cái gốm làm bằng thủ công á, gọi là lâu đời nhất ở Đông Nam Á cả nhà. Chị đang nung ít. Chị đang nung chuẩn bị ra thành phẩm vỏ thép nãy giờ quên nói. Mặc một cái bộ trang phục truyền thống của người Chăm á cả nhà. Mà cũng đen đen nữa, nhiều khi ra đường người ta tưởng là người Chăm. Bây giờ tới khi nào mình gỡ ra chị? Bây giờ là gỡ ra được rồi. Được không? Gỡ ra một cái được. Em coi thử ơi. Mà điều chị gỡ ra một cái thôi cho khán giả xem. Không có làm được á, tại nhờ ba chồng chị làm. À nhờ chị ba đang, chồng hả? À, chị đang bệnh. Có nghĩa là cái ngực của chị đó. Đang đau, chị gỡ không được cả nhà. Nó, giờ thế sẽ nó gỡ. Chín rồi. Ui da. Cái bên này nó chưa. Bên này chưa. Nó chưa, nó đen hả? Nó còn đen, nó chưa. À. Hãy cởi gỡ bên đây. Để thép xem thử một cái cho cả nhà xem. Họ làm bằng đất đẹp lắm, làm thủ công hết luôn rồi. Đó, cái đó là chín rồi. Chín. Cái đó là chín. Dạ. Món gì vậy? Đây. Nhẹ nhẹ ra hả? Cái này là để làm tàn thuốc hả? Không, cái này người ta trồng sen đá. Một thành phẩm này nha. Làm bằng đất gà. Nha cả nhà. À, nhiêu bao nhiêu con gà hả chị? À, chị bán bảo sĩ cho nhỏ em chồng chị bán á. Nhiêu con? Có 7.000 con à. Rẻ vậy? À, bỏ cho nó 7.000 con. Cái này là con. chị tự chị làm luôn hả? Tự chị làm á. Con trâu nè cả nhà. Chị đi thuốc về khỏe là chị ngồi à, chị ngồi chị nặng bằng tay á cả nhà. À. Đất này là đất sét ở cái vùng này luôn nha. Cái vùng này là được trời đất ban tặng là một cái vùng đất sét mà lấy hoài không hết cả nhà. Lấy mấy trăm năm là chưa hết đất sét ở đây. Đó, được. Cái đồ này mà để thôi. Đồ này để khoảng 1.000 năm nữa là coi như đồ cổ. Cái đồ này chôn ở dưới đất hoài nó không có hư cả nhà. Nhiều món đẹp đẹp không ở đây đây con vịt tiền là 7.000 con hả chị? 7.000. Một con là chị làm bao lâu? Chị bệnh á chị làm có 5 con à, tại vì chị không có dám. 5 con ngày á hả? 5 con một ngày. Bình thường á khỏe là chị làm 20.000 20 con một ngày. 20 con một ngày thì 7 x 10 = 70, 7 x 20 là 140. Thì cũng đưa bằng ngày công mà mình đi làm thôi, nói chung là cũng được. Cũng bằng ngày công trăm mấy. Cái này lại cái khóc nó đen. Dạ. Chị ấy cái này là cho để mặt bên đây này. Để em nó hở. Em đậy cho. Đen mình. Rồi đây làm lại. Xong rồi bắt đầu mình phơi. Phơi xong bắt đầu. Để đó được rồi thép. Phơi xong bắt đầu đi nung. Thế. Bố ơi. Bố. Vô nhà người ta mà sao con rồi con cắn người ta vậy bố? Nó vô nhà người ta mà nó đi cắn người ta cả nhà. Thôi đi ra đây nói chuyện đây với chị đây. Hăng ghê không? Qua nhà người ta mà còn chơi mà còn ăn hiếp nữa. Cả nhà xem ở đây mát không? Ở đây là phù hợp để ở khi mà mình bệnh đồ này kia, là cái không gian này là phải nói là rất là yên tĩnh luôn nha. Chị khi mà chị bệnh á, chị có đi vô nhà mẹ chị ở, nhưng mà cái không gian trong đó nó kiểu như nó nóng quá, với lại cái nhà nó gần sập rồi cả nhà. Ở video trước thì thép cũng chia sẻ là cái nhà mẹ của chị gần sập rồi, chị không dám ở nên mấy bị con dẫn ra rẫy. Chồng chị bị suy thận giai đoạn cuối đúng không? Thì cũng đã mất mấy năm nay rồi. Giờ một mình chị nuôi hai đứa con. Bây giờ chị bệnh nữa.
nói chung là cũng hơi nói chung là cực kỳ khó khăn luôn cả nhà. Chồng mất, rồi vợ không đi làm gì nữa, bệnh là nuôi thêm hai người con nữa, rồi bên gia đình phía mẹ của chị đó, thì cũng khó khăn nữa, nhà cửa thì cũng gần sập luôn. Chị mới ra đây ở, mặc dù hơi buồn chút xíu nhưng mà mình cũng cố gắng. Ở video trước thì cũng chia sẻ luôn là Thép có ủng hộ là ba đợt rồi. Hồi nãy hôm em đọc cái tâm tư thư của chị gửi á, rồi hôm nay em ghé em thăm chị. Tình hình là chạy được hôm bữa vô bao nhiêu to thuốc hả chị? Đó là chị hóa chị vô đúng 8 to rồi. À, 8 to rồi hả? Bây giờ chuyển qua xạ chị. Xạ trị là xạ được bao nhiêu to hả? Cỡ 16, chưa có. Chưa xạ to nào hết. Chưa xạ. 16 to là nó bao nhiêu tiền? Thì bác sĩ nói thì cỡ 20 mấy triệu. 20 mấy triệu. 16 to là 20 mấy triệu. Nếu mình chờ bảo hiểm là 3 tháng. Dạ. Còn mình làm mình muốn sợ lâu á, mình để lâu sợ nó ảnh hưởng thì mình làm dịch vụ á. Dạ. Là khoảng 25 triệu mà chị không có tiền làm dịch vụ. Dịch vụ là 25 triệu. Mà 25 triệu xong là 16 to đó. À. Mà chị không có tiền. Tính ra là 16 to mà làm hai mấy triệu là Thép nghĩ là rẻ cả nhà. Có bảo hiểm hả? Có bảo hiểm. Có bảo hiểm nhưng mà dịch vụ người ta đâu lấy bảo hiểm đâu, đúng không? Dịch vụ thì không có lấy bảo hiểm thẳng luôn, còn mình chờ bảo hiểm thì 12 triệu. À. 12 triệu. Còn chị quyết định là đi bên nào? Chị không có tiền chị chờ bảo hiểm đi. Là 12 triệu. Tại còn không có tiền thì nhân 2 lên. Tiền chồng, tiền này thì chi nữa, cho nên chị không có tiền đủ để đi bảo dịch vụ. Để chị chờ đi bảo hiểm. Dạ. À, vậy là trong lúc mà em gặp chị là ban đầu cho tới giờ là được năm chưa ta? Được gần năm. Được năm hả? Tại chị là một trong những bệnh nhân bị ung thư vú giai đoạn 3 nha cả nhà. Giai đoạn 3 hả? Giai đoạn 2. Một bên ngực của chị đã được phẫu thuật cắt ra rồi, còn một bên thì nó bình thường hả chị? Bình thường. Dạo này cái bên còn nó có bị nhức gì đâu? Không, bình thường. À, thì gọi là ngăn chặn kịp thời, nó bình thường hả cả nhà? Nói chung là cũng đỏ. Thì mình phải kiểm soát, tầm soát có thể tay, nó đi căng. Tay chân của chị bây giờ làm nặng không được? Chị làm nhẹ chứ không có làm. Đừng có làm nặng. Không làm có nặng, sắp là mình, nặng trên 5 kg. Mình đang tác động tới cái ngực của mình nè ha. Cơ ngực của mình nó tác động, nó sẽ làm vết thương nó lâu lành hơn cả nhà. Nên chị đi thuốc về khỏe thì chị ngồi chị nặng mấy con nhỏ để chị kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ. Kiếm tiền gạo thêm hả? Vậy là bây giờ còn 16 to nữa. 16 to đó là mình chạy khoảng bao lâu? Mình ở vô đó là mình ở trong bệnh viện là cả 3 tuần mình làm xong liệu trình đó luôn. Có nghĩa là 3 tuần trong vòng 16 to luôn hả? 16 to luôn. Ngày nào cũng đi. Nhanh dữ ta. Trừ thứ bảy chủ nhật. À. Ý là vô đó mình làm nó không có vô thuốc mà nó cái tia điện á nó vô cái chỗ ung thư mình á. Dạ. Chứ không phải vô thuốc hóa chất như bữa trước. Dạ. Bữa trước lại hóa trị. À, bây giờ bây xả giờ nó xả trị, nó xả cái tia vô cho nó diệt chết cái ung thư đó. À, hóa trị là mình vào thuốc, mình vào thuốc hóa chất. Chất. Còn này xả có nghĩa là như là tia laser nó xử lý vậy hả? Nó giống như xả cái chỗ. Vậy là trong vòng 3 tuần là mình sẽ xong, là hoàn thành hết. Trong vòng khoảng cỡ 12 triệu nếu chúng ta có bảo hiểm, còn dịch vụ thì sẽ nhân 2 lên. Trong vòng nửa tháng vậy chị ở bệnh viện, chị ăn uống đồ ở đâu? Không, chị ở trọ. Ở trọ nửa tháng chợ. Là chị ở với ai? Chị thì chị đi có mình à. Đi mình hả? Nhà chị đâu có ai dắt đi, đi mình. Rồi ở trọ. Ở trọ thì chị nghĩ mùa nửa tháng vậy chị ăn uống là trọ rồi khoảng nhiêu tiền? Khoảng 4 triệu. 4 triệu. Và bảo hiểm 10 mấy triệu nữa là tầm khoảng cỡ 20 triệu đủ không? Đủ. 20 triệu là đủ hả? Xong hả? Thì có bảo hiểm á, 20 triệu đủ cả nhà. Để em hỏi được, để em giúp đỡ cho chị cho nó hoàn thiện cái quá trình điều trị của chị. Phải nói là rất là mừng, bởi vì mình đã theo chân của chị Sam này gần cả năm nay rồi. Ca nào xong là mình mừng ca đó cả nhà. Chị Sam này là chị Đào này, là chị Lan này, là cô Hương này. 4 ca ung thư vú trên kênh của Thép. Nhưng mà bây giờ là tình hình 4 ca đó là có ví dụ như về chị Sam ấy thì thấy tình hình cũng có tiến triển tốt nè, ngăn chặn được kịp thời nè. Rồi chị Đào hôm bữa lên thì thấy tóc chị rồi ra mọc rồi ra rồi, tinh thần cũng phấn chấn hơn rồi. Còn cô Thương đúng không? Thương hay Hương? Phương, cô Hương. Cô Hương ở Bầu Trúc cũng chung làng với chị này luôn thì bây giờ tinh thần này cũng ổn định ok, mặc dù ung thư giai đoạn 4.
Còn tới chị gì ở trên đó đá trắng ta? Lan. Chị Lan bây giờ là không theo Tây Y nữa mà chị Lan theo thuốc Nam. Mà chị Lan nói là ok, dạo này khối u của chị nó không còn phát triển nữa, nó ngưng phát triển rồi. Thì Thép thấy là 4K tình hình cũng rất là có khả quan, chiều hướng cũng tốt cả nhà. Quan trọng là ca nào Thép cũng quan trọng là tiếp sức tinh thần để cho họ có cái tinh thần tốt, họ vượt qua đấu tranh với bệnh tật cả nhà. Hôm nay cũng dẫn vợ Thép qua đây cũng chia sẻ với chị Sam, thì vợ em cũng bị ca, bị ung thư, cũng đang đấu tranh với bệnh. Ừ. Nhưng mà chị nhìn có ra đang đấu tranh với bệnh không? Là bệnh. Đâu ra đúng không? Đấy. Nhưng mà em ra đây em cũng tiếp xúc được một cái tinh thần của chị á anh. Ừ. Tại vì khi mà vô thuốc là con người mình rất là mệt luôn, rụng tóc luôn mà. Mà còn có ý chí để người vươn lên đấu tranh á thì thật sự là rất là khó luôn á. Nói chung là luôn luôn tinh thần luôn luôn tốt mà miệng luôn luôn mỉm cười thì bị ca bị gì nó cũng không là vấn đề gì hết. Là bác sĩ nói đó. Cái tinh thần mình, cái mình suy nghĩ là nó mau. Bác sĩ cũng có nói với chị vậy. Cả nhà có để ý không? Tuy vợ Thép bị ca nhưng mà khi mà đi quay chia sẻ những cái hoàn cảnh mà bị ca, họ mang cái án tử trong người thì lúc nào cái tinh thần của mình á, mặc dù mình có buồn á nha, tại vợ mình bệnh thì mình phải buồn chứ sao. Có nhiều người họ vợ bệnh vậy là không đi làm luôn cả nhà, chứ ở nhà lo cái này lo cái kia, suy nghĩ này suy nghĩ kia, nhưng mà riêng về Thép thả lỏng đầu óc ra, mình vẫn có đủ tinh thần để truyền cái năng lượng tích cực đó cho những người bệnh, thì mình sẽ lấy cái tinh thần đó mình truyền cho vợ mình. Thì đâm ra thì khán giả xem video chắc có lẽ không có nhận ra là trong gia đình của Thép là có người bệnh này bệnh kia đâu, sao mà nhận ra được. Đấy, bởi vì mình là một cái nguồn năng lượng rất là lớn để mình truyền cho những người bệnh khác có cái tinh thần, cái nguồn năng lượng tinh thần nó quan trọng lắm cả nhà. Thì hôm nay á thì sau khi mình nhận được tin nhắn của chị Sam thì hôm nay Thép cũng có qua để hỗ trợ cho chị Sam là cái lần, chắc có thể là lần xạ trị, một cái to thuốc cuối xạ trị để giúp cho chị hoàn thiện hơn, ok hơn. Và sau khi mà cái to thuốc này xong á nha, xong rồi là mình lãnh thuốc uống hàng tháng. Vô lãnh thuốc uống hàng tháng. Nhưng mà sau khi to thuốc này xong á, chị cố gắng xin bông sâu đủ về uống thay nước nha. Nha, để cho nó giúp cho cái khối u của mình nó sẽ không có tái phát lại nha. Cái đó là em nói thật là tại vì nhiều người họ cũng góp ý vậy nha. Về vấn đề chị Sam á thì có lẽ là hôm nay là cái đợt này là đợt mình hỗ trợ để cho chị đi xạ trị là chắc là đợt hết rồi. Đợt này là đợt cuối rồi, để xạ trị giúp cho chị hết bệnh này. Thì mình sẽ xin phép cập nhật từ đầu tới cuối luôn. Cái video thứ nhất này tới thì Thép có trích tiền của cô Jenny ở Anh Quốc 1 triệu này, vợ chồng chú Thùng và cô Mù 2 triệu, rồi vợ chồng chú Trương Kiểu là 2 triệu 3, anh Khánh Thành 1 triệu, cô Ho Xuân ở Mỹ là 2 triệu 3, vợ chồng chú Kim Võ Sơn ở Mỹ là 11 triệu 500 ngàn, cô Ngọc Lê ở Mỹ là 2 triệu 3, chú Dũng Phạm ở Mỹ là 2 triệu 3, cô Huệ ở Mỹ 2 triệu 3, anh Phạm Đạt 300 ngàn, chị Nhật Tịnh ở Mỹ là 2 triệu 3. Tổng cộng cái video đầu tiên là Thép trao cho gia đình của chị Sam là 29 triệu 600 ngàn. 29 triệu 600 ngàn đúng không chị? Thì sau khi đăng tải cái video tập 1 lên á, thì sẽ có Mạnh Thường Quân họ tự phát tâm nè. Trong đó có cô Tina Diệp ở Mỹ, số tiền là 11 triệu 750 ngàn. Và đặc biệt hơn nữa nói cho chị nhớ nè, cô Tina Diệp này ung thư vú giai đoạn cuối, cắt bỏ hai cái ngực, nhưng mà bây giờ vẫn sống tốt, da của cô rất là hồng hào như gái 18 vậy đó. Cô có coi video đó không? Chị có coi đúng không? Khán giả cũng coi rồi. Cô Nguyễn Thị Đào số tiền 10 triệu. Thì cái đợt 2 là Thép trích đưa cho chị là 21 triệu 750 ngàn. Và đây là cái đợt 3 là cái đợt gần nhất, cái đợt mà trước Tết đó cả nhà. Thì Thép có hỗ trợ cho chị nè, Phật tử với pháp danh Hội Ngọc 500, cô Trần Thị Thương ở Mỹ 6 triệu 9, cô Quảng Thị Diệu Trí 11 triệu 500 ngàn, chị Uyên ở Mỹ 1 triệu, em Hoàng Nam 300 ngàn, cô Tư ở Long Thành Đồng Nai 2 triệu, chị Xuân Lê ở Thụy Điển 7 triệu 143 ngàn, Facebook Thanh Thảo là 250 ngàn, Cú Đấm Thép TV 407 ngàn,
cho tròn số tiền là 30 triệu là cái đợt 3, và đợt này là đợt 4 là video thứ tư. Thì thép xin phép lại trích tiền trong quỹ ủng hộ người nghèo ra nữa nha. Chị May Lê ở Mỹ 6.900.000, anh Thuận ở Mỹ 6.900.000, là 300 đô cả nhà. Vợ chồng chú Dũng và cô Khuyên hôm bữa là ủng hộ cái ngôi nhà tình thương số 5, nhưng mà thép bị sai sót không có cập nhật vào cái nhà tình thương số 5, nên bây giờ số tiền của vợ chồng chú Dũng và cô Khuyên con xin phép ủng hộ cho chị Sam để gọi là hóa trị cái đợt cuối cùng nha. 300 đô là 6.900.000, và trong đó là có cú đánh thép TV là 300.000 nữa, là cho chẳng số tiền là tổng là 21 triệu. Trong 4 đợt hỗ trợ cho chị Sam là tổng 4 đợt là 102.350.000. Một số tiền phải nói là rất là lớn luôn nha cả nhà. Chị có bảo hiểm ấy chứ, nó không có bảo hiểm là cũng khá tốn khá nhiều tiền rồi cả nhà. Thì dạ, đó, không có tiền Mạnh Thường Quân thì chị không biết giờ chị làm sao nữa. Dạ, thiệt sự luôn. Dạ, tại vì quá khổ rồi, không có chồng nữa. Giờ bác sĩ nói chị, nếu mình điều trị hết á thì mình còn uống thuốc hàng tháng, mình cũng đi lấy thuốc rồi uống. Dạ, nhiều khi chị trong buồn khoảng 5 năm đó. Nhiều khi ở mình buồn không chị? Buồn nhiều lúc rẫy nó hiu quạnh, nhiều lúc nghĩ cũng buồn, nhưng mà thôi giờ phía sau mình cũng phải cố gắng để ở sống với hai đứa nhỏ. Đọc cái tâm tư của chị thép thật sự rất xúc động, rơi nước mắt luôn. Tại vì chồng đã mất rồi mà chị lại bệnh nữa, là hai đứa nhỏ không biết là như thế nào. Thật sự là hôm nay thấy chị Sam là ổn định sức khỏe, em rất là vui luôn. Thì hôm nay em sẽ trao số tiền 21 triệu đó cho chị đây nha. 21 triệu. Đây là số tiền 21 triệu em đại diện cho Mạnh Thường Quân trao cho chị Sam để giúp chị tiếp tục điều trị nha. Chị cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp em trong đợt thời gian qua. Yeah. Nếu không có Mạnh Thường Quân thì không có chị sống ngày hôm nay. Yeah, đã ủng hộ chị. Lần nữa chị cảm ơn rất nhiều. Yeah. Thôi ráng cố gắng chị nha, ráng cố gắng giữ vững tinh thần tốt để điều trị bệnh rồi hết, rồi về nuôi mấy đứa con ăn học nên người. Sau này mấy đứa con của chị nó đi học, nó thành tài, nó sẽ có nhiều kinh phí, nó sẽ giúp đỡ cho những người khác nha. Chứ chừng chị đừng có nhắn tin là chị mang ơn em suốt đời rồi này kia, nó nặng lắm nha chị nha. Nha. Tại vì có chị mới có tiền chữa bệnh, nếu không có thì cũng biết làm sao. Nói chung là trong những cái hoàn cảnh mà thép giúp đỡ thì mình cũng hy vọng họ hết bệnh, chứ không có hy vọng họ trả ơn cho mình cả nha. Thì cũng hy vọng là sau này cuộc sống họ tốt hơn thì họ có thể chia sẻ nhiều người hơn. Đấy. Thì cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân rất nhiều đã ủng hộ cho chị Sam số tiền là hơn 100 triệu. Thì cảm ơn tất cả khán giả đã luôn quan tâm theo dõi video của thép. Một video phải nói là rất là ý nghĩa, mang nhiều cảm xúc. Bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người.